Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Mitsubishi Jolly bản đủ đèn cột lốp treo turbo mắt xích, mang biển kiểm soát Hà Nội 30H2938. Một mẫu xe Jolly sản xuất 2005, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2007. Phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bác nhé. Mang thương hiệu Nhật Bản, gầm cao máy thoáng, máy chất gầm chắc. Rất thích hợp với đường công trình công trường các bác nhé. Đấy, công trình công trường, đường núi này, ok. Đấy, đèn cột lốp treo các bác nhé. Đấy, máy đã lên turbo rồi. Đấy, đèn mắt xích các bác nhé. Đấy, giá thì rất là rẻ luôn, chỉ có nhô 100 triệu đồng một chút thôi. Hơn 100 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Jolly. Đấy, con này là bản đủ này. Sơn xi của nó này rất là đẹp các bác nhé. Sơn xi led căng luôn, la răng đúc 4 bánh này. Đấy, la răng đúc 4 bánh các bác nhé. Lốp dép của nó này. Đấy, rất là ok. Đấy, một vòng thân vỏ các bác xem nhé. Đấy, thân vỏ của nó rất là cứng này. Đấy, những cái đường gân của nó này led căng luôn các bác nhé. Đấy, một mẫu xe Jolly sản xuất 2005, 2007 nó mới xuống đường các bác nhé. Đấy, rất là đẹp. Na răng đúc 4 bánh này. Đấy, na răng đúc 4 bánh các bác nhé. Lốp dẹp khá là ok luôn. Những cái cua lốp này. Đấy, chỗ nhạy cảm nhất các bác nhé, vẫn còn nguyên bản luôn các bác nhé. Nội thất của xe các bác nhé. Đấy, nội thất của xe này. Ghế của nó là ghế da các bác nhé. Ghế da này, hai màu. Đấy, ghế da hai màu, bô lăng 4 chấu. Màn hình này. Đấy, màn hình đầy đủ các bác nhé. Màn hình đầy đủ luôn. Quả số phanh tay này. Phần là táp lô của xe này. Đấy, táp lô của xe này. Phần trần của xe này. Trần của nó là trần nỉ các bác nhé. Trần nỉ này, điều hòa to này. Đấy, trần nỉ điều hòa to. Phần táp ly của cánh cửa của đằng trước bên phụ này. Đấy, táp ly của nó vẫn còn lớp lỉ nguyên bản luôn các bác nhá. Lớp lỉ nguyên bản sáng quắc quắc luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Hốc bản lề này. Đấy, phần cột kèo đinh tán của nó này. Cột kèo đinh tán vẫn còn nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Nguyên đai nguyên kiện luôn các bác này. Đấy, giá thì chỉ có nhô 100 triệu đồng một chút thôi. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Jolly. Đấy, con này là bản đủ các bác nhá. Bản đủ tư nhân chính chủ, biển kiểm soát Hà Nội, keo chỉ này. Phần là keo chỉ của nó, keo chỉ zin các bác nhá. Đấy, keo chỉ zin. Phần là bọc lên xuống này. Nội thất rất là tươi mới sạch sẽ luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Jolly này, hãy cứ alo trực tiếp cho em các bác nhá. Alo trực tiếp cho em. Đấy, cửa này bị chốt các bác nhá. Cửa này bị chốt này. Đấy, bị chốt rồi các bác nhá. Em mở ra này. Vâng, đây là phần hàng ghế đằng sau này. Đấy, hàng ghế thứ hai các bác nhé. Đấy, khá là sạch sẽ luôn. Phần hàng ghế thứ ba này. Đấy, mua về chạy công trình công trường ok, đường rừng đường núi các bác nhé. Táp ly của cánh cửa của đằng sau bên phụ này. Đấy, táp ly của nó vẫn còn lớp lỉ nguyên zin luôn. Phần ốc bản lề này. Đấy, phần khung cánh cửa này. Khung cánh cửa các bác nhé, không hề mục mọt luôn. Keo chỉ zin đều tấp tấp. Đấy, keo chỉ zin đều tấp tấp các bác nhé. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi luôn. Mà giá thì rất là rẻ luôn các bác nhé. 135 triệu đồng thôi. Chỉ có 135 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe 7 chỗ ngồi. Đấy, ngon bổ rẻ các bác nhé. Đấy, gầm cao máy thoáng, máy chất gầm chắc, công trình công trường ok. Đấy, công trình công trường ok luôn các bác nhé.
Đấy, đèn cột lốp treo các bác này. Đấy, phần của lốp sô cua các bác nhá. Đấy, lốp sô cua này. Đấy, phần cốp sau xe này. Đấy, phần cốp sau xe các bác nhá. Đấy, đèn cột này, đèn đóm này, ốc ác thì chưa hề động đến kale một lết luôn. Đó, khá là ok các bác nhá. Trần này, trần nỉ các bác nhá. Công trình công trường đường núi chấp hết các bác nhá. Phần lắp cốp này. À, tổng quan của lắp cốp các bác nhá. Keo chỉ của nó vẫn còn zin luôn. Sau đây em sẽ đi vào phần gầm xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Đây các bác xem, gầm bệ thì không hề mục mọt luôn. Con này gầm rất là đẹp luôn các bác nhá. À, gầm bệ sáng quắc quắc. Đấy. Còn mẫu xe Jolly bản đủ, đèn cột lốp treo turbo mát sách hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em các bác nhé. Đấy, quả lốp đằng sau bên lái các bác nhé. Cửa đằng sau bị chốt cho các bác nhé. Đấy, em vừa mở ra. Đấy. Táp ly cánh cửa này. Đấy, vẫn còn lớp đỉ nguyên zin luôn. Phần bậc lên xuống này. Phần keo chỉ này. Đấy, tuy rằng sản xuất 2005 nhưng keo chỉ nó vẫn còn zin các bác nhé. Zin đến 90% luôn. Phần khung cánh cửa này không hề mục mọt các bác nhé, không hề mục mọt luôn. Ốc ác bản này. Âm thanh này. Phần đinh tán giằng giật của cột này, cột kèo các bác nhé, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Nội thất ghế da hai màu. Lót sàn đã được trang bị bộ lót sàn này. Đấy, bộ lót sàn rất là ok. Phần táp ly của cánh cửa của đằng trước bên lái các bác nhé. Đấy, táp ly cánh cửa đằng trước bên lái này. Phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin. Mỗi cái chỗ này nó hơi mọt mọt một chút các bác nhé. Đấy, một chút thôi. Đấy, khung cánh cửa này. Bật lên xuống này. Tem mác theo nhà máy sản xuất này. Phần cột kèo này. Đấy. Bốn xung quanh kèo thì nó đã được ốp một đường lốc đây. Lốc nguyên bản luôn các bác nhé. Đấy, nguyên bản theo xe luôn. Đấy, đinh tán giằng giật ok. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Phần bô lăng của xe này. Bô lăng 4 chấu các bác nhé. Bô lăng 4 chấu này. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhé. Đấy, máy lổ cái đề cái lổ luôn các bác nhé. Đề cái lổ luôn. Màn hình này. Đấy, màn hình đầy đủ các bác nhé. Điều hòa thì rất là mát luôn. Đấy, điều hòa rất là mát quá nhé. Bô lăng 4 chấu này. Phần kính lên xuống các bác nhé. Kính lên
biển số này hoạt động rất là trơn tru. Khá là ok, trần nỉ này khá là đẹp các bác nhé, chắn nắng này, gương chiếu hậu này, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhé, xi nhan báo giá này. Gạt mưa này. Đó, rất là ok. Quả số phanh tay này. Phần là táp lô của xe này. Bô lăng thì đã được bọc một lớp đã được bọc bô lăng bằng da các bác nhé. Bô lăng đã được bọc bằng da này. Đấy, cầm thì nó rất là chắc chắn luôn. Sau đây em sẽ đi vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Tổng quát con máy của chiếc Mitsubishi Jolly bản đủ đèn cột lốp treo turbo phát sách, sản xuất năm 2005, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2007 được thử lượng thôi nhé. Đấy, máy thì rất là ok, turbo nó sẽ xẻ lộ rất là êm, máy turbo thì rất là tiết kiệm nguyên liệu thôi nhé, máy 2.0 con này rất là khỏe luôn thôi nhé. Rất là khỏe luôn, mua về chỉ được đổ xăng và sử dụng thôi, keo chỉ nè, nắp cabo zin các bác nhé. Đấy, tổng quan của nắp cabo này, đây là phần tổng quan khoang máy này. Dạ vâng, ô tô cũ đoàn nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Mitsubishi Jolly bản đủ đèn cột lốp treo turbo mát xích. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 135 triệu đồng. Vâng, chỉ có 135 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Jolly bản đủ thương hiệu Nhật Bản. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau ạ.